5 trận đấu thuộc vòng bảng trôi qua thật nhanh và đùng một cái chúng ta đã chuẩn bị bước vào lượt trận cuối cùng. Barca lại một lần nữa phải uống C2. Trong khi chẳng ai ngờ Club Brugge hay Napoli đều trở thành một trong những đại diện có vé vào vòng knockout sớm nhất. Nhưng vẫn còn đó những điều đáng để chờ đợi trước lượt trận cuối cùng của vòng bảng UEFA Champions League. Trong số The Locker Room ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về những kịch bản có thể xảy ra để đội nào có thể bị loại và đội nào có thể đi tiếp. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Bình luận viên Anh Quân. Có một vài đội bóng, một vài bảng đấu bước vào loạt trận này với mục đích đá xong xuôi tất cả lại về. Vì với họ, thắng thua ở vòng đấu này cũng không còn quá quan trọng nữa. Trước khi bước vào theo dõi phần report này, có một câu đố nho nhỏ cho các bạn rằng hãy kể tên những đội bóng đã chính thức vượt qua vòng bảng và những đội bóng chính thức phải đá Europa League. Và giờ thì hãy theo dõi để xem câu trả lời của bạn có đúng không nhé. Tuy các giải đấu châu Âu còn một vòng đấu nữa sẽ kết thúc, nhưng chúng ta cũng đã có cái nhìn tương đối đầy đủ về những cái tên đủ điều kiện góp mặt tại knockout sắp tới tại Champions League lẫn Europa League. Vậy họ là những đội bóng nào? Tại bảng A, với sức mạnh vượt trội, Napoli cùng Liverpool là hai đại diện sẽ góp mặt tại vòng loại tiếp theo của Champions League. Trong khi đại diện tới từ Hà Lan là Ajax chỉ có cho mình vỏn vẹn 3 điểm sau 5 lượt trận đành ngậm ngùi xếp thứ 3 và xuống chơi tại đấu trường Europa League. Lượt trận còn lại với họ chỉ còn mang ý nghĩa đá xong xuôi tất cả lại về. Tại bảng B, bất ngờ gọi tên Club Brugge và Porto, trong khi đại diện đánh giá mạnh nhất là Atletico Madrid phải cạnh tranh với Leverkusen cho tấm vé thi đấu tại Europa League. Trong trường hợp Leverkusen thắng Club Brugge và Atletico thất bại trong trận đấu còn lại thì đại diện từ La Liga còn chẳng có C2 để mà uống. Cũng giống như bảng A, bảng C với sự góp mặt của ba ông lớn châu Âu là Bayern Munich, Inter Milan và Barcelona cũng đã có kết quả chung cuộc sau lượt trận thứ 5. Hai tấm vé thuộc về Bayern và Inter, trong khi Barcelona sẽ có lần thứ hai liên tiếp thi đấu tại đấu trường Europa League. Lượt trận cuối cùng với họ không còn ý nghĩa ngôn nào ngoài những chiến thắng về mặt danh dự và tinh thần. Bảng D hiện tại chính là bảng đấu duy nhất chưa xác định được bất kỳ ai. Khoảng cách giữa đội đầu bảng và cuối bảng chỉ là 2 điểm. Vòng đấu thứ 6 sẽ là cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa 4 đội cho hai tấm vé cuối cùng tới vòng knockout. Sẽ có những gì diễn ra vòng đấu này, điều này sẽ được tôi phân tích ở những report bên dưới. Bởi đây là bảng đấu còn níu giữ sự hấp dẫn cho lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League. Với bảng E và F, chỉ có Chelsea và Real Madrid tại vị trí thứ nhất là chắc suất đi tiếp. Chiếc vé thứ hai ở mỗi bảng đấu sẽ được xác định lượt trận cuối cùng. AC Milan sẽ quyết tử với RB Salzburg cho tấm vé đi tiếp. Chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với cặp đấu Shakhtar và Leipzig. Nếu Shakhtar giành chiến thắng thì đại diện của Bundesliga sẽ phải xuống chơi đấu trường hạng hai. Tại bảng G và bảng H, những Man City, Dortmund, Paris Saint-Germain và Benfica sẽ điền tên mình vào vòng knockout. Trong khi đó, Sevilla và Juventus nhiều khả năng sẽ là hai đội bóng còn lại sẽ thi đấu tại đấu trường Europa League. Đó là những gì có thể xảy ra và những gì ta có thể chờ đợi trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng tại Champions League. Vậy đội đứng nhất bảng đấu tại Champions League sẽ có lợi thế như thế nào khi bước vào vòng knockout? Đơn giản là họ sẽ được xếp hạng hạt giống trong lễ bốc thăm và sẽ gặp phải những đội bóng đứng nhì bảng còn lại. Một lợi thế cực lớn nữa, họ sẽ được chơi những trận đấu lượt về trên sân nhà. Vì vậy sẽ có một số câu lạc bộ bước vào loạt trận cuối với nỗ lực chiến thắng để leo lên vị trí đầu bảng nhằm biến con đường của họ tại Champions League trở nên thuận lợi hơn. Những đội bóng đó có thể kể đến như là Benfica chẳng hạn. Với thể thức mà UEFA áp dụng tại mùa giải năm nay, các đội nhất nhì ở mỗi bảng đấu tại Champions League và Europa League sẽ có những đặc ân vô cùng đặc biệt. 8 đội bóng đầu bảng sau khi vòng loại Champions League kết thúc sẽ có nhiều lợi thế để đi tiếp tại tứ kết, khi chỉ phải gặp đội thứ hai tại những bảng đấu còn lại mà đa phần những đội bóng này đều có sức mạnh yếu hơn so với đội nhất bảng. Một lợi thế khác nữa mà những đội nhất bảng có được chính là việc họ sẽ có quyền quyết định trận lượt về sẽ được thi đấu tại đâu. Cũng chính vì lợi thế lớn ấy, nhiều đội xếp cửa trên sẽ chọn thi đấu trận lượt về tại sân nhà của mình để có nhiều toan tính hợp lý hơn. Một ví dụ mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy chính là việc những Man City, Bayern Munich nhiều khả năng có cơ hội chỉ phải gặp một Benfica có chất lượng đội hình yếu hơn ở vòng knockout, trong khi những đội bóng có tên tuổi nhưng chỉ đứng thứ hai như Liverpool hay Inter Milan có nguy cơ sẽ phải chạm trán những Paris Saint-Germain, Real Madrid ở vòng sau. Từ đó cơ hội để họ hy vọng tiến xa tại đấu trường danh giá này cũng dần trở nên thu hẹp hơn. Với đấu trường Europa League, cách tính của họ cũng có đôi chút giống hệt với Champions League. 8 đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng đấu sẽ bước tiếp vào vòng knockout, trong khi 8 đội đứng thứ hai tại đấu trường này phải tiếp tục thi đấu một vòng playoff nữa với 8 đội xếp thứ ba ở Champions League.
Điều này chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là một đội bóng xếp ở vị trí thứ hai nếu muốn tiến tới trận chung kết sẽ phải thi đấu nhiều hơn 2 trận so với những đội bóng xếp ở vị trí thứ nhất. Điều này vô hình chung khiến các đội bóng buộc phải căng sức nhiều hơn ở các mặt trận, khoảng thời gian nghỉ ngơi của họ cũng trở nên thu hẹp hơn so với những đội bóng khác. Những đội bóng này buộc phải căng sức, chưa kể những đội xếp thứ 3 tại Champions League không phải là những đội bóng tầm thường. Chúng ta có thể kể đến một vài cái tên như Barcelona, Atletico Madrid, Juventus. Sẽ là những thách thức không nhỏ cho bất cứ đội bóng nào nếu chẳng may xếp ở vị trí thứ hai. Hãy lấy ví dụ như Manchester United chẳng may xếp thứ hai chung cuộc, quỷ đỏ buộc phải thi đấu trận cầu sống còn với đội xếp thứ 3, chẳng may là Barcelona. Điều này sẽ khiến đoàn quân của Erik ten Hag bị bào mòn thể lực hơn cả, từ đó mà suy tính, phân phối chia sức cho những đấu trường quan trọng cũng trở nên khó khăn hơn. Vẫn còn rất nhiều điều cần phải giải quyết về cục diện của các bảng đấu chưa thể ngã ngũ, ở đó AC Milan và RB Salzburg phải quyết tử trong một suất đi tiếp hoặc là lọt xuống Europa League. Ở đó cục diện bảng B cũng sẽ thay đổi chóng mặt nếu một điều bất ngờ nào đó xảy ra, như là Leverkusen thắng Club Brugge chẳng hạn. Đó là cơ sở để chúng ta kỳ vọng vào những bất ngờ để thức đêm theo dõi loạt trận này. À, đừng quên là họ sẽ đá giờ mùa đông, tức là 3 giờ sáng đấy nha. Mặc dù chúng ta đã đi tới lượt trận cuối của vòng bảng nhưng vẫn còn đó những bảng đấu chưa thể tìm ra được số phận của tấm vé đi tiếp. Một trong những đội bóng được chú ý nhất cho một suất xuống chơi tại cúp C2 giai đoạn sau của mùa giải ắt hẳn sẽ phải là Juventus ở bảng H. Đội bóng mới chỉ có duy nhất một chiến thắng ở giai đoạn vòng bảng mùa giải này. Lúc này bà đâm ra thành Turin mới chỉ có duy nhất một thắng lợi để có cùng 3 điểm với đội xếp thứ 4 là Maccabi Haifa. Đoàn quân của huấn luyện viên Marc Allegri chỉ đứng trên đối thủ nhờ vào hiệu số bàn thắng bại, khi mà thành tích đối đầu trực tiếp của cả hai đội bóng là cân bằng. Ở loạt trận cuối vòng bảng, Juventus cần phải đảm bảo mình có được 3 điểm nếu muốn nắm trong tay quyền tự quyết cho tấm vé xuống trời ở Europa League. Tuy nhiên, đối thủ Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ không muốn đánh mất lợi thế ở ngôi đầu bảng xếp hạng khi họ đang có cùng số điểm với Benfica. Khi đó, đại diện của Serie A sẽ cần phải thật cẩn trọng để tránh phải nhận nhiều bàn thua nhất có thể trước hàng công đang cực kỳ thăng hoa của gã nhà giàu nước Pháp. Tại bảng B, Atletico Madrid cùng Bayer Leverkusen sẽ là hai cái tên cạnh tranh cho một suất xuống chơi tại Europa League với lợi thế là một điểm nhiều hơn thuộc về đại diện của Tây Ban Nha. Trong trận đấu cuối cùng với Porto, thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone cần phải có được chiến thắng để chắc chắn có được tấm vé xuống chơi tại Europa League. Trong khi đó, nhiệm vụ của huấn luyện viên Xabi Alonso sẽ là chiến thắng và hy vọng vào việc Porto có thể cầm chân đại diện La Liga. Bảng D cũng sẽ là cuộc chiến không khoan nhượng giữa bốn cái tên, đó là Tottenham, Sporting, Frankfurt và Olympique Marseille. Với việc đội đầu bảng Spurs chỉ hơn cái tên xếp ở vị trí thứ tư là Marseille đúng 2 điểm, thì cả bốn cái tên này đều còn nguyên cơ hội để tiến vào vòng knockout của Champions League mùa này. Bảng E lúc này sẽ là câu chuyện của ba cái tên là Chelsea, Milan và Salzburg cho tấm vé đi tiếp tại sân chơi danh giá nhất của lục địa già. Với việc chỉ hơn đại diện của nước Áo 1 điểm trên bảng xếp hạng, AC Milan buộc phải có được 3 điểm nếu như muốn cầm chắc trong tay tấm vé tiến tới vòng đấu loại trực tiếp của Champions League mùa này. Trong khi nếu như Salzburg nhận thất bại trước nhà đương kim vô địch Serie A, thì một chiến thắng của Dinamo Zagreb trước Chelsea sẽ giúp đại diện của Croatia có được một suất C2. Với những khả năng có thể xảy ra trong lượt trận cuối vòng bảng, người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ vào một trong những mùa giải bóng đá châu Âu hấp dẫn bậc nhất của lịch sử. Một trong những điều khó đoán nhất tại vòng bảng UEFA Champions League năm nay xuất hiện ở bảng D, bởi ngay cả đội đầu bảng như Tottenham vẫn phải tim đập chân run khi bước vào loạt đấu này, dù cho họ đang sở hữu lợi thế lớn nhất. Trong số The Locker Room tuần trước, tôi đã đề cập đến sự thú vị của bảng đấu này. Giờ thì hãy đào sâu hơn vào nó để nói về những biến số và kết quả tương ứng với từng kịch bản cho đội đi tiếp và đội bị loại. Champions League mùa giải năm nay chứng kiến không ít những bất ngờ cùng những kịch bản khó lường khi mà giai đoạn vòng bảng chỉ có một trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, bên cạnh những bảng đấu đã tìm ra những gương mặt có được tấm vé đi tiếp thì vẫn còn đó những bảng đấu đang có cho mình sự kịch tính cho tới trận đấu cuối cùng. Bảng D chính là điển hình cho sự hấp dẫn không ai có thể đoán định trước được của Champions League mùa giải năm nay, khi đội đầu bảng chỉ cách vị trí cuối cùng có 2 điểm. Do đó, mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở trận đấu cuối cùng. Tottenham Hotspur đang là cái tên chiếm được nhiều ưu thế nhất ở bảng D với 8 điểm có được sau 5 trận đấu đã qua. Tuy nhiên, chắc chắn kết quả này không giúp cho thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte cầm chắc tấm vé đi tiếp khi họ chỉ hơn đội đứng thứ hai có 1 điểm. Nếu giành được chiến thắng ở loạt trận cuối cùng, vị trí đầu bảng nghiễm nhiên sẽ thuộc về đại diện của Premier League. Tuy nhiên, nếu như Spurs chỉ có thể giành được 1 điểm trên đất Pháp, cả hai đội bóng đứng phía sau họ là Sporting cùng với Frankfurt đều sẽ có cơ hội vươn lên nếu như một trong hai có được 3 điểm trọn vẹn. Tuy nhiên, 1 điểm sẽ là vừa đủ để thầy trò huấn luyện viên Conte chắc chắn có được tấm vé tiến tới vòng sau.
khi mà trận đấu còn lại của bảng đấu là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội bóng đều đang kém Spurs 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trong trường hợp đại diện của Premier League phải nhận trận thua trước Olympique Marseille, chắc chắn đại diện của nước Pháp sẽ vượt qua thầy trò huấn luyện viên Conte trên bảng xếp hạng. Khi đó, Spurs sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của trận đấu còn lại để biết được rằng mình có được tấm vé đi tiếp hay không. Trong trường hợp trận đấu giữa Sporting và Frankfurt kết thúc với tỷ số hòa, Spurs sẽ bị loại dù có cùng 8 điểm với đại diện của Bồ Đào Nha, nhưng lại không cạnh tranh được về thành tích đối đầu trực tiếp. Còn nếu một trong hai cái tên Frankfurt và Sporting có được 3 điểm thì tấm vé đi tiếp sẽ thuộc về Marseille, cùng cái tên giành được 3 điểm ở cặp trận còn lại. Làm khách trên đất Pháp chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng dành cho bất kỳ đội bóng nào, và Spurs chắc chắn sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng nếu không muốn rơi vào tình thế cầm vàng lại để vàng rơi. Người buồn nhất không phải là Barca, cũng không phải là Juventus, người buồn nhất có lẽ sẽ là Manchester United, là Arsenal, bởi từ chỗ đường thanh thang ta bước tại Europa League, giờ họ có thể phải gặp toàn những gã khổng lồ rơi rụng xuống đấu trường hạng 2 này. Còn với khán giả, chúng ta sẽ có thêm một lý do để thức dậy vào đêm thứ năm và theo dõi những trận đấu này. Sự hấp dẫn đó có thể đến từ chính loạt trận playoff khi Manchester United không thể vượt qua Real Sociedad và lá thăm may rủi đưa họ đụng độ với một ông lớn từ Champions League. Khi mà Barca chính thức phải chơi bóng ở Europa League, nhiều người đã mường tượng ra một kịch bản mà giải đấu hạng 2 thậm chí còn hấp dẫn hơn cả bảng đấu cuối cùng. Nhưng chỉ mình Barca là chưa đủ, bởi họ vẫn cần một vài người bạn xuống Europa League cho thêm bạn thêm vui. Juventus là một trong những đội bóng chưa thể biết được số phận của mình. Họ cần chiến thắng để chính thức xuống Europa League, dù cho nhiệm vụ đó khi phải đối mặt với Paris Saint-Germain là không hề dễ dàng. Và khi Europa League có sự xuất hiện của đội bóng thành Turin, chỉ khổ những đội bóng nào đứng nhì bảng và vớ phải họ tại vòng playoff. Hoặc có thể đó là điểm may mắn chăng? Chúng ta không biết rõ về điều đó, chỉ có một điều chắc chắn, Juve và một đội bóng nào đó phải đá playoff sẽ tạo thành cặp đấu cực kỳ hấp dẫn. Và để C2 hấp dẫn hơn cả C1, chúng ta cần có sự xuất hiện của cả AC Milan. Trên lý thuyết, đây là đội bóng có cơ hội vượt qua vòng bảng lớn nhất, nhưng cũng là đội bóng có thể rơi xuống Europa League dễ nhất. Số phận của thầy trò huấn luyện viên Pioli sẽ ra sao nếu họ nhận thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là RB Salzburg? Đó chắc chắn là viễn cảnh trong mơ với những người phải thức dậy vào đêm thứ năm, vì Barca, Juve và giờ là có cả AC Milan đang ở đây. Và nếu Europa League có thêm sự xuất hiện của Atletico Madrid nữa thì giải đấu này thực sự hấp dẫn về mặt chuyên môn. Ai cũng biết Simone nhiều thủ thuật thế nào, với thứ hắc ám mà ông có thể triển khai khi đối đầu với các đội bóng tại vòng loại trực tiếp. Có lẽ người buồn nhất phải là những Man United, Arsenal hay AS Roma. Trước khi các ông lớn rơi rụng xuống đây, họ đã nằm mơ đến một viễn cảnh nâng cao trước vô địch Europa League vào cuối mùa. Nhưng giờ chặng đường đó bất ngờ xuất hiện hàng loạt chướng ngại vật, với một vài trong số đó cao như những ngọn núi vậy. Người phải cẩn thận nhất có lẽ là đội chủ sân Old Trafford. Trong trường hợp họ không thể đánh bại Real Sociedad hai bàn cách biệt, thì hãy cứ cẩn thận, bởi lá thăm may rủi có thể đưa đội bóng của Ronaldo đụng độ các đội bóng Champions League ngay từ vòng playoff. Khởi đầu vòng loại trực tiếp bằng một cú đối đầu như Man United và Barca hay Man United và Juve chẳng hạn, còn gì tuyệt vời hơn để chào mừng các bạn đến với Europa League nhỉ? Những kịch bản, những viễn cảnh chúng ta đã kể với nhau sẽ biến đêm thứ ba và thứ tư tuần này trở thành những bữa tiệc bóng đá khi các đội phải bung hết sức ra để phục vụ mục tiêu của mình. Thành hay bại, C1 hay C2, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào năng lực của họ và cả sự may mắn nữa. Hãy cùng theo dõi, cùng chờ đợi những cú tweet có thể xảy ra vào giữa tuần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi The Locker Room và chúng ta sẽ có hẹn với nhau sau khi loạt trận đêm thứ ba kết thúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tháng 10 này, bộ truyện tranh được chờ đón nhất, Bí ẩn Ozon. Thế giới của phép thuật và những câu chuyện kỳ bí. Mười chín tháng 10 năm 2022. Đón chờ nhé.